Cùng với việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động, can thiệp, giảm tác hại, tỉnh Lâm Đồng chú trọng thực hiện tốt công tác điều trị bằng thuốc kháng virus ARV cho những bệnh nhân nhiễm HIV trong cộng đồng. Với việc thực hiện gần 4.000 mẫu xét nghiệm, thêm 6 người nhiễm HIV được phát hiện tại Lâm Đồng trong tháng 5 năm 2015, nâng tổng số tích lũy lên 1.046 người và có 315 người được điều trị bằng thuốc kháng virus ARV, trong đó có 7 trẻ em. Với sự hỗ trợ tích cực của chương trình và sự tận tâm của các bác sĩ, 3 phòng khám ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng và Bệnh viện 2 Lâm Đồng đã là địa chỉ tin cậy của những người nhiễm HIV/AIDS, giúp họ tuân thủ phác đồ điều trị cũng như có nhận thức đúng về HIV. Đây là điều kiện không những để các bệnh nhân ổn định sức khỏe mà còn hạn chế được sự lây lan HIV trong cộng đồng.